Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay Phùng Tấn sẽ chia sẻ cho các bạn món đó là món gà xé phay. Món này thì ăn vào mùa hè thì rất là tuyệt vời, nó mát. Đấy, món của uống bia uống rượu thì rất là hợp lý. Món này thì mình đã chuẩn bị nửa con gà, mình nhà ít người mình dùng nửa con thôi. Mình sẽ trước hết mình đàm được món này, mình sẽ cho gà mình luộc lên nhé. Thế để luộc con gà thì mình có mấy gừng này, đập dập này, với ít lá chanh này, mình sẽ xé ra cho nó thơm. Đấy, bây giờ mình sẽ cho vào mình luộc nhé. Trong khi mình luộc thì mình sẽ đi giới thiệu gia vị, bởi vì cái luộc gà nó khá mất thời gian. Đấy, khoảng phải ít trong phải tầm 15 phút để mình xong. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho vào mình luộc trước nhé. Đấy, trước khi luộc thì mình sẽ cho một thìa cà phê muối vào. Đấy, và mình ít gừng lá chanh nhé, những này mình giới thiệu. Đấy. Đây mình cho nửa con gà vào này. Cái này cái xoong nhà mình nó hơi to, mình phải cho nhiều nước một tí, nó không ngập được, rộng quá không ngập được con gà. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ đậy nắp vào xôi, mình sẽ vặn nhỏ lửa nhé. Đấy, trong khi mình đi luộc gà, mình đợi con gà chín thì mình giới thiệu các bạn về cái gia vị của nó nhé. Mình chuẩn bị một bát nước lọc khoảng một muôi này. Muôi này muôi nẩu nhỏ nhá. Một muôi nước lọc này. Và một muôi nước mắm. Muối cốt chanh. 1/2 muôi cốt chanh. Nưng muôi đường. 1/2 muôi giấm. Và đầy một muôi sốt gà Thái. Cái sốt gà Thái này thì các bạn không có, các bạn có thể thay tương ớt vào được nhá. Cho gầy vào để cái độ sánh cho đẹp. Và nửa thìa cà phê muối hạt. Đấy, nửa thìa cà phê thôi các bạn nhé, muối hạt thôi. Đấy. Thì ngoài ra cái gia vị để mình pha cái nước nộm thì mình giới thiệu thêm các bạn là những cái đi kèm với nó để trộn vào gà. Đấy là chanh này, cà rốt này, một quả ớt chỉ thiên này, một quả ớt sừng này, một củ hành tây này. Cái hành tây này thì các bạn ăn được nhiều các bạn cho nhiều, ăn ít các bạn không thích ăn thì các bạn cho ít, hoặc là các bạn không ăn được hành tây thì các bạn có thể thay bằng cái khác được nhé. Ví dụ như thay bắp cải tím. Đấy, màu sắc nó cũng đẹp. Ngoài ra thì mình chuẩn bị một ít hành phi, hành mình chiên lên, vừa chiên xong đây. Đấy, vẫn giòn tan đây. Đấy, thì cái hành phi này thì mình cũng có một cái video chia sẻ cái cách chiên hành rồi, thì nếu xong cái video này mình sẽ để cái đường link ở phần mô tả nhé. Ngoài ra mình chuẩn bị một ít lạc rang, xong rang ấy rồi đập dập rồi, mình chỉ tách đôi hạt ra mình giá qua thôi. Cái rau thì mình có ít rau răm, mấy húng bạc hà. Trước khi làm cái này thì mình sẽ đi hòa cái nước trước nhé. Mình sẽ nước nộm trước, mình cho một quên đong luôn cho các bạn xem. Để mình nguôi nước lọc này. Muôi này là của muôi lẩu của mình, muôi lẩu nhỏ nhé, muôi nước lọc. Sau đó mình sẽ cho đường với muối trước để cho nó đánh cho nó tan, dễ tan. Đường với muối mà các bạn mà cho hết các thứ vào xong cho cái này vào thì các bạn đánh thì nó rất là khó tan. Giờ mình sẽ lấy cái quay cho nó tan nhé. Đấy, sau khi cho đường thì muối và nước lọc mình ngoáy rồi, bây giờ mình sẽ cho nước mắm với giấm cốt chanh sốt gà Thái vào nhé. Đấy, các bạn đọc mà quên mất. Đấy, sốt gà Thái nhé. Nước mắm thì mình cho nâng như muôi một muôi, sốt gà Thái đầy một muôi nè. Mình cho sốt gà Thái vào rồi, bây giờ mình sẽ cho cốt chanh này. Già nửa muôi nhé. Giấm này. Giấm với cốt chanh ngang nhau. Các bạn mà không có cốt, không cho cốt chanh thì các bạn có thể tăng giấm lên, hoặc các bạn không cho giấm các bạn có tăng cốt chanh lên nhé. Ok, cái nước này mình bây giờ mình sẽ để đây để mình đi chuẩn bị các cái gia vị kia. Mình pha nước xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi thái cà rốt nhé. Cà rốt thì mình lấy cái lạo, mình lạo vào ít vào sợi ra.
mình cho ít thôi nha, mình không cho nhiều cà rốt này màu nên nhiều quá đỏ quá thì không xấu. Đấy, mình cho một ít cà rốt này thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi thái củ hành tây nhé. Trước khi thái hành tây thì mình chuẩn bị một bát nước đá nhé. Các bạn nhớ là cái nước đá này thì mình phải cho nó nhiều đá một tí để cho nó lạnh buốt, sờ vào phải lạnh buốt tay. Thì mình ngâm thái, mình ngâm hành tây đây thì nó mới hết hăng nhé. Đấy, còn nếu như mà các bạn là có đá thôi, các bạn cho ít đá quá thì nó không hết được cái vị hăng của hành tây đâu. Bây giờ mình bổ đôi củ cà rốt, các quên, mình bổ đôi củ hành tây, mình sẽ thái nhỏ nhé. Các bạn nhớ thái, đây, mình thái như này nhé. Đấy. Mình thái mỏng. Đấy. Các bạn nhìn thấy này thôi nhé. Các bạn thái to quá thì cái hành tây nó rất là khó ăn, bởi vì mình đây là mình ăn sống, chứ không phải xào. Đấy. Rất là hăng. Mình thái nhỏ đây thì mình cho vào nước đá thì nó sẽ không hăng. Đấy. Mình xả ở đây. Ok, các bạn cứ thái hết củ hành tây rồi cho vào rồi. Các bạn xem video của Phùng Tấn thấy hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký chia sẻ để cho Phùng Tấn nhé. Đợt này Phùng Tấn sắp sửa được nút bạc rồi mà đợt này lại thấy ít các bạn đăng ký quá, mãi không đủ. Đấy, mình cho tất vào nước đá mình ngâm. Thì cái hành tây này thì các bạn ngâm, ngâm bao giờ nó tan hết cái đá thôi nhé. Đấy, thì nó đỡ hăng, còn ngâm mà thời gian ít quá thì nó vẫn còn hơi hăng đấy. Mình sẽ ngâm bao giờ tan không còn tí đá nào nữa thôi. Chanh thì mình sẽ cắt bỏ ít đầu ít đuôi. Thái các bạn có thể quấn là chanh vào, các bạn có thể để dài như này thái cho nó đẹp nhé. Là chanh các bạn nhớ thái càng nhỏ càng tốt nhé. Là chanh mình thái xong là chanh rồi, mình để riêng một góc đây. Cái này hơi là nhiều là chanh thì nữa thì mình có thể bớt làm ít. Được quá. Đấy, bây giờ quả ớt sừng thì mình sẽ thái chỉ để mình cho vào nhìn cho nó có màu sắc cho nó đẹp nhé. Thái chỉ quả ớt này. Các bạn có thể băm nhỏ, nhưng mà mình thích thái chỉ thì khi mình cho vào thì nhìn nó sẽ thấy cái màu ớt nó sẽ đỏ, nó sẽ đẹp. Bởi vì ớt này nó không cay thì ăn thì cũng tất cả nguyên liệu đây mình sẽ để riêng một góc. Đây là ớt chỉ thiên. Ớt chỉ thiên thì mình thái có thể băm nhỏ, mình cho luôn vào cái nước lúc này mình pha. Đấy. Rau răm với húng bạc hà thì mình sẽ thái rối nhá, mình không thái ngắn nhá, mình thái ngắn nhìn vào rất là xấu, mình thái dài khoảng độ hai đốt bàn tay. Đấy. Cho riêng đây. Ok, bây giờ mình sẽ quay kiểm tra con gà xem được chưa để mình vớt ra mình xé. Đấy, sau khi mình chuẩn bị hết gia vị rồi mình quay lại thì con gà của mình chắc là không được rồi. Bây giờ mình sẽ vớt con gà ra nhé. Ok. Cái món gà dẻ phay này thì bình thường mọi người cũng rất là hay cho cái phần đường vào. Đấy, mà hôm nay thì mình có cả đùi cả cánh, nhưng mà mình cũng cho cái đường vào không thôi. Bởi vì cái món này thực ra thì kể cả cho đùi vào cũng được không sao cả. Nhưng mà nhà mình có con nhỏ thì làm cái món này thì gà dẻ phay này thì trẻ con thì chắc là cũng chúng nó không thích ăn. Thế mình sẽ bớt lại cái đùi với cái cánh này để cho bọn trẻ con nó ăn. Còn mình sẽ dùng cái đường để mình làm một món nộm. Thì trước khi làm cái này thì mình phải để nguội một tí mình xé nhé, nó hơi nóng xé nó khó. Đấy, thì mình đã cắt cái cánh với cái chân ra, cái đùi ra rồi để riêng ra. Bây giờ mình sẽ xé cái này ra để mình cho vào mình làm nộm nhé. Thì cái da này thì mình có thể lấy cái kéo hoặc là cái con dao mình sẽ thái ra sau. Mình sẽ cái nộm này da xé phay này thì mình thái xé to nhé, thì mình không xé nhỏ. Đấy, xé to hẳn trên này này.
Thì ăn cho nó đã các bạn ạ. Đấy, các bạn cứ xé như thế đến lúc hết thôi. À, vợ cho vào để tắt máy đi và thái đi, xé cùng chồng cho nhanh đi. Đấy, cái hành tây thì mình ngâm tảng đá nó tan hết rồi, còn một tí ti thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vớt cái hành tây ra. Mình sẽ để ráo nước nhé. Đấy, các bạn nhìn cái hành tây mình ngâm sau khi mình ngâm đá xong nhé. Đấy, nó trong như này, nó trắng như này thì nó ăn nó sẽ không bị hăng. Cảm ơn các bạn là các bạn cứ ngâm theo cách của mình, không bao giờ hăng nhé. Thứ nhất là thái nhỏ này, thứ hai là mình ngâm đá nhiều một chút khi là mình thò tay vào cái nước đá nó phải lạnh buốt. Đấy, thì nó bây giờ cái hành của nó mới không bị hăng. Đấy, nó trong cái trắng cái hành này. Bây giờ để ráo nước rồi mình sẽ bốc ra đây để mình trộn trước cái này nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ cho cà rốt với ớt vào cùng cái này luôn. Đây. Bây giờ mình sẽ cho một nửa cái nước này vào. Đấy, nước vào đây nhá, mình sẽ để cho nó ngấm. Ok. Các bạn nhớ là các bạn chỉ trộn thôi nhá, các bạn không được bóp nhá. Bóp nó sẽ nát mất, nhìn nó rất là xấu. Mình chỉ trộn cho đều thôi. Nó rất là, những cái đồ này thì rất là nhanh ngấm, nhưng nó không phải là khó ngấm nên mình không cần bóp. Bóp thì nó rất là xấu, mình chỉ trộn thôi. Đấy, mình sẽ trộn đều lên xong rồi mình sẽ để đây một tí cho nó ngấm. Đấy, thì mình đi trộn tiếp cái gà nhé. Cái gà này thì mình cũng cho cái nước này vào. Đấy, mình trộn đều lên mình ngấm. Tất cả các cái gia giảm này là nó cực là nhanh ngấm cái gia vị nên mình không cần bóp đâu, mình chỉ cần trộn thôi. Ok, sau khi mình trộn đều cái gà rồi nhé. Đấy, thì mình sẽ bốc cái này sang. Đấy, cái này nếu như các bạn mà để ngấm được khoảng 50 phút thì càng tốt. Đấy, mình sẽ bốc ra thì mình không cần phải bóp hết nước đâu, sau khi nó ngấm rồi thì mình chỉ bốc mình cái nhân của nó thôi. Ok, sau đó mình sẽ cho lá chanh vào, cho rau răm vào, rau răm ở đấy, lá chanh không cho nhiều, cho ít thôi nha, nhiều quá ăn lại đắng. Đấy. Thế cho rau răm với cho cúng bạc hà vào, đấy, mình lại trộn đều tiếp. Các bạn nhớ là cái món này mình không được bóp, bóp nhìn nó nát, nó xấu lắm đấy. Bây giờ mình sau khi mình trộn đều, các bạn nhìn thấy rất là cái đĩa, cái bát của mình thì rất là ngon này. Đấy, bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nhá. Khi cho ra đĩa thì các bạn đừng có bốc cái nước không nhá, đừng bốc cái nước theo nhá, các bạn bốc cho nó ráo nước một tí. Mình sẽ bốc ra đĩa một lượt ở dưới, sau đó mình sẽ rắc mấy hạt nạc lên trên. Đấy. Và mình rắc một ít là tiếp một ít hành khô lên trên. Đấy. Mình không trộn hành khô, hành phi này với nạc cùng nhé. Bởi vì là trộn cùng thì nó chạm vào nước thì nó rất là ỉu. Đấy, ăn là không ngon. Đấy, sau khi mình bốc, mình cho một ít hành với một ít nạc lên rồi mình lại bốc tiếp một lần nữa. Các bạn cứ làm như thế, đĩa đầy đĩa vơi tùy thuộc các bạn số lượng. Đấy, bây giờ mình lại cho mấy hạt nạc lên trên. Cái nửa trên cùng thì mình sẽ cho nhiều hơn, nhiều nạc với hành hơn nhìn cho đẹp. Còn nửa dưới mình cứ cho đẩy đều được. Ok, tiếp tục mình sẽ bốc tiếp. Đấy các bạn ạ, vậy là mình đã hoàn thành cái đĩa gà xé phay rồi. Nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn. Đấy, các bạn làm theo cái cách của mình đảm bảo các bạn sẽ hài lòng. Đấy. Chúc các bạn thành công với món gà xé phay này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Phùng Tấn. Hẹn gặp lại các bạn vào các cái video tiếp theo.